chương 3847, chạy đến uống rượu mừng. Sau khi đem sinh môn giao cho mệnh cốt, trương nhược trần trực tiếp thẳng hướng cốt thần điện mà đi. Mệnh cốt bản thân tu vi tuyệt đình, bên trong xương có thủy tổ di lực, có thể trình độ nhất định luyện hóa một phần huyết tiền quỷ dị mà mình thu thập được. Lại được sinh môn, vượt qua nguyên hội kiếp nạn khả năng có thể lớn tăng lên. Căn bản không cần một tên tiểu bối mới vào bất diệt vô lượng tương trợ. Mà nguyên hội kiếp nạn, cũng không người nào dám dính vào. Từ khi điện chủ cốt thần điện, bạch ngọc xích tình sư chết, cốt tộc giống như rắn mất đầu. Năm bè bảy mảng, thần điện chỗ mảnh cương vực hạch tâm này, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trước đây không lâu bộc phát qua thần chiến, vì tranh quyền đoạt lợi, cốt tộc vô lượng cảnh tu sĩ, ngang nhiên tàn sát không ngừng. Cốt tộc tộc trưởng bảy mảnh bộ xương tọa chấn cốt hải rời đi tinh không chiến trường. Căn bản là phân thân thiếu phương pháp lại có đại tự tại vô lượng tu vi, cũng ép không được cốt tộc những thần vương thần tôn dã tâm bừng bừng này. Trương Nhược Trần đến, chấn trụ tất cả cốt tộc thần linh, không động một lời, nhưng tất cả các phương ngưng chiến, dù là lúc trước hắn tự tay đánh chết cốt thần điện điện chủ. Cốt tộc chư thần nhưng cũng không người nào dám chỉ trích một câu. Trước thực lực tuyệt đối, vô luận là người hay quỷ, vạn mã đều đồng lòng, đây là tồn tại một vị so chư thiên càng đáng sợ hơn. Bất quá! Trương Nhược Trần cũng không phải là để ý cốt tộc tương lai sẽ đi theo con đường nào. Càng không có ý tư thừa cơ đưa chúng nó hợp nhất nhập kiếm giới. Đem tất cả thần linh đến đây bái kiến đều tại ngoài cửa. Đi vào đỉnh thần điện, nhìn ra xa 300 vạn dặm bên ngoài vạn cốt quật. Xa xôi hư không, một chút nhìn xuyên, nơi đó, đen nghịt kiếp vân đang không ngừng hội tụ. Trên mặt đất rất nhiều cốt tộc tu sĩ đang chạy trốn. Mệnh cốt nguyên hội kiếp hoàn toàn chính xác không có kinh khung như mệnh tổ nguyên hội kiếp. Nhưng thả ra khí tức, truyền đến 300 vạn dặm bên ngoài, vẫn như cũ đè nén cốt thần điện tu sĩ nhiếp nhiếp phát run. Hoa, trương nhược trần nội tâm bình tĩnh, nhìn xem kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, chỉ cần mệnh cốt có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Vô luận có hay không bước vào thiên tôn cấp, đối địa ngục giới tương lai, đều có to lớn ý nghĩa, trương nhược trần dự đoán, đợi ba vị bán tổ tiến vào u minh địa lao thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới khẳng định sẽ có một trận không nhỏ phong bạo trước đó hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên tu vi của mình để kiếm giới có năng ứng đối nguy cơ tuy nói hiện tại bước vào bất diệt vô lượng nhưng tiểu diễn trung cung năm đoàn đạo quang cũng không ổn định chỉ có thể cất giữ trong tu la chiến hồn trong hải để áp chế lực lượng dương thuộc tính của nó đủ để đốt diệt bất diệt pháp thể không giải quyết cái này tai họa ngầm rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt, để hắn rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, càng làm cho Trương Nhược Trần đau đầu chính là, căn cứ từ sự hiểu biết của hắn mình đối hà đồ, lạc thư tiểu diễn trung cung dương thuộc tính đạo quang. Hẳn là có 10 đoàn mới đúng, Trương Nhược Trần bất diệt pháp thể, dùng hợp minh kính đài cùng hư hư thực thực minh tổ huyết dịch trường sinh bất tử giả huyết dịch. Bất diệt vật chất số lượng càng là không thua bất diệt vô lượng trung kỳ tu sĩ nhưng vẫn như cũ gánh không được 5 đoàn dương thuộc tính đạo quang. Nhục thân cường đại đến mức nào mới có thể gánh vác được 10 đoàn dương thuộc tính đạo quang? Hẳn là muốn trước luyện huyền thai, dương thuộc tính đạo quang cũng không phải là ở vào nhục thân, mà là trong huyền thai, chỉ cần huyền thai đủ cường đại, liền có thể gánh chịu nổi. Thế nhưng là tu luyện huyền thai như thế nào? Thời đại này tu sĩ, tu luyện đều là khí hải, chỉ có viễn cổ luyện khí sĩ tu luyện mới là huyền thai huyền thai hiện tại của Trương Nhược Trần, được mở ra khi hắn tu luyện minh vương kinh đệ ngũ trọng. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần lại tu luyện từ đầu bất động minh vương đại tôn lưu lại minh vương kinh liền có thể tăng cường huyền thai. Đây là con đường thứ nhất, tu luyện thiên ma thạch khác cũng có thể cường hóa huyền thai. Si hình thiên cùng mộc linh hy đều tu luyện huyền thai. Lấy tu luyện thần nguyên thứ hai, đây là thứ hai con đường. Đây là hai con đường chữa trị phần ngọn lại trị tận gốc nhưng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trương Nhược Trần còn nghĩ ra hai đầu tạm thời áp chế dương thuộc tính đạo quang đường. Đệ nhất, sử dụng đủ nhiều thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc bảo hộ huyền thai. Như là cho huyền thai mặc vào một tầng áo giáp. Thứ hai, sử dụng âm thuộc tính đủ cường đại hắc ám chi đình. Áp chế dương thuộc tính đạo quang, tiến hành âm dương điều hòa. Đương nhiên con đường thứ hai này, Trương Nhược Trần cũng chỉ dám nghĩ. Thật chẳng lẽ đi tìm Thạch Cơ nương nương âm dương điều hòa sao? Mượn Thủy Tổ thần khí cùng Thủy Tổ quy tắc bảo hộ huyền thai. Ngược lại là có thể thực hiện, bởi vì dựa theo chương nhược Trần thôi diễn, tiểu diễn trung cung ngoại trừ 10 đoàn dương thuộc tính đạo quang, còn có 10 đoàn âm thuộc tính đạo quang, chỉ cần tu luyện ra 10 đoàn âm thuộc tính đạo quang, đạt tới 20 số lượng, tiểu diễn liền có thể tạm thời âm dương hòa hợp, dựa theo lực lượng cấp độ diễn biến. Trương Nhược Trần đánh giá, tiểu diễn số lượng 5, đối ứng bất diệt vô lượng sơ kỳ, tiểu diễn số lượng 10, đối ứng bất diệt vô lượng trung kỳ, tiểu diễn số lượng 20, đối ứng bất diệt vô lượng đỉnh phong, tiểu diễn số lượng viên mãn, thì là đạo gia nói tới tiểu diễn số lượng 40. Dùng 37, đối ứng thiên tôn cấp, nói cách khác, Trương Nhược Trần phải nghĩ biện pháp tăng cường huyền thai, nhằm trèo chống tự mình tu luyện đến bất diệt vô lượng cảnh giới đỉnh phong tu vi võ đạo trong thời gian ngắn, rất không có khả năng bước vào bất diệt vô lượng trung kỳ. Muốn tại trong ngàn năm thực lực tăng thêm một bước, xem ra chỉ có thể trước nếm thử sung kích tinh thần lực cấp 91. Trước khi ba vị bán tổ tiến vào U Minh Địa Lao, ta nhất định phải đem tinh lực hoàn toàn tập trung vào điều đó. Trương Nhược Trần nắm giữ lấy đế phù cái này trọng bảo. Cấp 90 tinh thần lực, còn không cách nào đem hoàn toàn phát huy hết tác dụng. Nhưng dù vậy đã có thể dùng nó, chống lại bất diệt vô lượng trung kỳ tu sĩ, như tinh thần lực tiến thêm một bước, lại thêm mình tốn hao nhiều thời gian hơn nghiên cứu đế phù cùng phù đảo. Tương lai đáng để mong chờ. Mệnh cốt chín đạo nguyên hội kiếp, đem vạn cốt quật cùng xung quanh mấy chục vạn dặm cương vực hóa thành đất khô cằn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là dung nham cùng tàn thừa lôi điện, bình thường thần linh không dám tới gần. Vạn cốt quật bị hủy như vậy, cái này nguyên hội cũng không thể có cốt linh mới sinh ra là ai là ai muốn hủy diệt ta cốt tộc có cốt tộc tu sĩ hận ý ngập trời ngửa mặt lên trời thét dài dưới tình huống bình thường đỉnh tiêm thần linh độ nguyên hội kiếp đều sẽ rời xa đại thế giới tiến về vũ trụ hoang mạc khu vực tại vạn cốt quật độ kiếp đối cốt tộc mà nói đích thật là táng tận thiên lương các ngươi nếu là không muốn chết vẫn là áp chế sự thù hận của mình đi lấy vừa rồi chín đạo nguyên hội kiếp kinh khủng người độ kiếp tu vi không thể tưởng tượng cốt tộc không người là đối thủ một vị cốt tộc thần tôn nói hừ hy vọng hắn đã chết tại dưới lôi kiếp chư vị yên tâm vạn cốt quật tồn thế không biết mấy trăm triệu năm mà bất diệt phía dưới rộng lớn vô biên không phải một trận nguyên hội kiếp liền có thể hủy đi cốt tộc tương lai đến cùng ở phương nào như không có bất diệt vô lượng xuất thế như thế nào lập thân trong địa ngục giới thập đại tộc. Trương Nhược Trần một thân một mình tiến vào kiếp khu, dẫm lên nham tương đất chết, đi vào tàn tạ vạn cốt quật biên giới, vốn là chỉ có dài vạn dặm rộng động quật cửa vào. Bị lôi kiếp mở rộng đến 10 vạn dặm không chỉ, nhìn không thấy bạch cốt, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi hải. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị nhảy vào vạn cốt quật, một bộ tối như mực khô lâu, từ phía dưới leo lên. Chổng vó ngồi phịch ở bên cạnh Trương Nhược Trần không nhúc nhích. Trương Nhược Trần cười, tại nhìn thấy chín đạo lôi kiếp toàn bộ hạ xuống xong. Hắn liền dự cảm, mệnh cốt có khả năng gánh vác. Nằm một lúc, lớp da đen trên bề mặt của khô lâu trên mặt đất bị nứt ra như vỏ sò. Sau đó rơi ra, lộ ra bộ xương gần như ngọc. Bên trong phát ra óng ánh vận mệnh chi quang. Hào quang lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Bao phủ mặt đất đổ nát bằng một tầng quang vụ lưu vực tam đồ hà giữa núi non đầm lầy lần nữa bộc phát ra vận mệnh thụy quang chảy ra thánh tuyền sinh trưởng ra nguyên hội đại dược bên trong tam tộc tu sĩ vì đó oanh động nhao nhao suy đoán mệnh tổ có phải là khởi tử hoàn sinh tín ngưỡng vận mệnh tu sĩ gào khóc quỳ xuống đất lễ bái hào quang nơi chân trời các nơi bộc phát vận mệnh thụy quang kéo dài dòng dã ba tháng mà ba tháng này mệnh cốt tướng nguyên hội kiếp tạo thành thương tích đều khôi phục hắn khung xương phát sinh quỷ dị biến hóa, cũng không biết là do nguyên nhân dung hợp sinh môn, hay là hấp thu trường sinh bất tử giả huyết dịch, trong xương cốt xuất hiện vết tơ máu. Mệnh cốt Xuân Phong đắc ý đang chăm sóc mái tóc trắng dài 10 trượng của mình, và trải thành một quả đầu to giống như bồ công anh. Trương Nhược Trần nói, tiền bối bước vào thiên tôn cấp, động tác trên tay mệnh cốt trì trệ, lắc đầu thở dài, thiên tôn cấp, nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt dừng bước nơi này. Lần này có thể giữ được tính mạng, liền đã a di Đà Phật, Trương Nhược Trần, cảm ơn, lần này nếu không phải ngươi kịp thời đưa tới Mệnh Tổ Sinh Môn. Lão phu chết chắc, Trương Nhược Trần nói, không có bước vào Thiên Tôn cấp, đã tạo thành như thế kinh thiên dị tượng. Ai, điểm ấy dị tượng tính là gì? Có chút kinh thiên vĩ địa nhân vật, bước vào vô lượng cảnh. Dị tượng cũng không chỉ như thế, Mệnh Cốt nghiêm nghị nói tuyệt đối đừng nâng lão phu lên lão phu cũng không muốn bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng trương nhược trần có chút không tin hắn khẽ di một tiếng tiền bối tu luyện ra hồng mông chi khí mệnh cốt cúi đầu nhìn thoáng qua hai hàng xương sườn chỉ thấy trong lồng ngực cùng ổ bụng đích thật là thần hà trói lọi tiền thiên hồng mông chi khí tràn ngập bình tĩnh nói mệnh tổ xuất sinh thái cổ sinh linh hồng mông tộc lão phu là cốt có chút hồng mông chi khí rất bình thường đi đương nhiên bình thường Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, bây giờ cốt tộc suy nhược, bên trong tam tộc không có cường giả tọa chấn, loạn trong giặc ngoài, tiền bối nhưng có tính toán gì? Mệnh cốt nói, ta có thể có tính toán gì? Ta dự định bế quan một cái nguyên hội, xung kích thiên tôn cấp, lưu vực tam đồ hà có bán tổ tọa chấn, sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi, các ngươi đến mau chóng tiếp về phong đô, còn có, liên quan tới lão phu sự tình, tận lực không muốn để ngoại giới biết được điệu thấp mới có thể sống lâu trương nhược trần suy nghĩ tỉ mỉ một lát hỏi tiền bối nhưng có khôi phục bộ phận trí nhớ của kiếp trước không có làm sao lại có cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm mệnh cốt đều sắp bị vùi lấp vào đá ta cái này tân sinh chi linh đâu có thể nào nhớ kỹ kiếp trước mệnh có thể thốt phủ nhận tiếp theo nói trương nhược trần ngươi rốt cuộc muốn làm gì nếu như ngươi có việc gì lão phu vẫn là có thể giúp một tay đương nhiên Vượt qua lão phu phạm vi năng lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm, vô ngã đang nhịn không được, vọt ra, nói, lão gia hỏa này nói năng bậy bạ, tu vi đạt tới hắn cấp độ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước. Làm sao có thể cái gì đều không nhớ được? Ta nhìn, hắn chính là sợ hãi minh tổ, mới chỉ muốn trốn tránh. Mặt hàng này cũng xứng có được chủ nhân chi cốt sao? Chủ nhân sống lưng cùng cốt khí, đi đâu hết rồi? Đáng hận chủ nhân còn đem sinh môn cho hắn. Mệnh cốt một mặt mờ mịt. Nói, người đang nói cái gì? Làm sao nghe không hiểu? Trương Nhược Trần, nó đang nói cái gì? Ta cũng nghe không hiểu. Trương Nhược Trần tiếp theo lại nói. Không biết tiền bối định đi nơi đâu bế quan. Cái này, không tiện lộ ra đi. Muốn an toàn, ẩn thân đến chỗ ngẫu nhiên nào đó. Mệnh cốt nói. Trương Nhược Trần nói. À, ta chỉ là muốn nhắc nhở tiền bối. Người rất có thể đã bị ba nhĩ để mắt tới trước đây trận chiến kia ba nhĩ mặc dù đào tẩu nhưng tổn thất ba ngàn ma cốt huyết khí đại lượng sói mòn hắn xuất thân vận mệnh thần điện muốn cấp tốc khôi phục nguyên khí đền bù ba ngàn ma cốt tổn thất tiền bối tất nhiên là chọn lựa đầu tiên vô ngã đang nói không đến mức đi ba nhĩ mặc dù là bán tổ nhưng lần này bị thương thực lực tất nhiên nghiêm trọng trượt chưa hẳn bắt được cái này lão cốt đầu trương nhược trần lắc đầu nói, người sai, lúc trước phong đô đại đế là thế nào bị vô thanh vô tức lưu vong. Bà nhĩ nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ mời 72 phẩm liên, cửu tử dị thiên hoàng, cốt diêm la, còn có thần bí kiếm tu vân vân cường giả cùng một chỗ. Mệnh cốt thần sắc khẩn trương lên, nhìn quanh tứ phương hư không, chúng ta đi, mệnh cốt tiền bối, cáo từ, trương nhược trần mang theo vô ngã đăng, chuẩn bị rời đi, trương nhược trần, ngươi chờ một chút, ngươi. Ngươi làm sao nói không tính toán gì hết? Mệnh cốt đuổi theo, ta làm sao nói không tính toán gì hết? Lúc trước nếu không phải lão phu giúp ngươi kiềm chế cốt diêm la. Ngươi cũng đã chết, lúc ấy ngươi làm sao đáp ứng? Ngươi đây không phải vượt qua nguyên hội kiếp nạn sao? Nhưng, ngươi nói trường sinh bất tử giả bàn tay kia bên trong huyết dịch đâu? Ngươi là kiếm giới chi chủ, là bất diệt vô lượng. Đến nhất ngôn cửu đình, Trương Nhược Trần dừng bước, nói không phải ta không muốn cho, mà là bàn tay kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Người cũng biết kiếm thần điện xuất thế hắc ám quỷ dị đi. Tam đại bán tổ liên thủ, cũng không thể có thể bắt được. Cái bàn tay này, không phải thiên tôn cấp không thể đụng. Mệnh cốt nói, vạn nhất, vạn nhất hai ngày nữa. Lão phu liền bước vào thiên tôn cấp đâu. Người lấy ra, để cho ta nhìn xem. Ta liền nhìn hai mắt, không được vô thường quỷ thành huyết tiền quỷ dị vẫn chờ ta đi giải quyết. Chuyện bên kia càng khẩn yếu hơn, trương nhược trần hóa thành một đạo lưu quang bay đi, người chờ một chút, mệnh cốt đuổi theo, hắc bạch đạo nhân tại thạch cơ nương nương nơi đó lấy được bán tổ pháp chỉ. Lại thêm phượng thiên ủng hộ, tại thế giới thụ thành lập siêu nhiên thần thành công việc thuận lợi thôi đồng. Không có bất kỳ tiếng phản đối nào, ngoại trừ hắc bạch đạo nhân, thì tộc tộc trưởng mới nhận chức thấp bà la đại đế cốt tộc chiến thần vĩnh chú minh sát, cùng một chỗ đến phong đô quỷ thành chủ trì đại cục. Bên trong tam tộc thần thành, thần điện, thủy tổ giới, đại thần, tuổi trẻ thiên kiêu di chuyển kế hoạch, không ngừng triển khai, những sự tình này chưa nhược trần tự nhiên là không thèm để ý, hắn hiện tại bận rộn đến cực điểm. Có thật nhiều sự tình phải làm, đem bạch vô thường thần điện rời đến phụ cận vô thường quỷ thành. Một bên đúc kiếm, một bên luyện hóa ma lê thi tộc còn muốn tham dự vào phòng ngự trận pháp giam cầm huyết tiền quỷ dị. Về phần triệt để luyện hóa quỷ dị lực lượng bên trong huyết tuyền. Căn bản không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ ít cần tốn hao mấy trăm năm thời gian. Thật vất vả đem huyết tiền quỷ dị một lần nữa giam cầm lại. Trương Nhược Trần chuẩn bị luyện hóa khối lượng hoàng tinh thần lực thần niệm Trường Hà. Tiểu Hắc lại gấp vội vàng chạy đến bạch vô thường thần điện. Có nhân vật trọng yếu muốn gặp ngươi. Tiểu Hắc thần bí hề hề nói. Trương Nhược Trần chính suy tư thời điểm, hoa, tiểu hắc thần cảnh thế giới triển khai một góc, một nam một nữ hai thân ảnh từ bên trong đi tới. Kia một thân tử sắc thần báo, lại tiên phong đạo cốt lão giả, không phải Kiếp Thiên là ai, cùng Kiếp Thiên đồng hành, đúng là nguyên đạo tộc đại trưởng lão. Nguyên Tốc Ân, Kiếp Thiên chắp hai tay sau lưng, đi ra thần cảnh thế giới, kiêu căng nhưng lại bình tĩnh, hai mắt sáng ngời dò xét Trương Nhược Trần, gật đầu nói, "Không tệ." không hổ là ta trương gia kỳ lân mà bây giờ bước vào bất diệt vô lượng tự nhiên trời cao mặc chim bay trương nhược trần như có điều suy nghĩ nói kiếp lão cùng tốc ân tiền bối sẽ bí mật đến đây lưu vực tam đồ hà ngược lại là vượt quá ta đoán trước nguyên xanh không cùng ngươi nói sao nàng là mời chúng ta đến kiếp thiên nói trương nhược trần trong nháy mắt minh ngộ rốt cuộc biết nguyên xanh chết sống không đi nguyên nhân nguyên lai là đang chờ kiếp thiên cùng nguyên tốc ân muốn để bọn hắn tạo áp lực cho Trương Nhược Trần, từ đó đón về 12 thạch nhân. Kiếp Thiên tìm tới một vị trí tọa hạ, khí định thần nhàn nói: "Trên đường tới, chúng ta đã biết, hảo tiểu tử, ngươi không có để lão phu thất vọng. Ban đầu ở trong hỗn độn thần ngục, có chỉ giao tải, ngươi còn giả bộ rất giống. Ta cùng Tốc Ân đã thương nghị qua, việc này chúng ta không có ý kiến. Người tuổi trẻ sự tình, từ các ngươi người trẻ tuổi mình quyết định cũng tốt. Bất quá, loại đại sự này, mời trưởng bối hai bên chứng kiến là hẳn là. Ta cũng không biết, người biết cái gì, Trương Nhược Trần lười nhác suy tính, trực tiếp hỏi, kiếp thiên nói, kiếm giới chi chủ, nguyên đạo chi hoàng, tương lai thủy tổ, thượng giới sưng vương, nguyên đạo chi tử, hạ giới trưởng, tứ giới bát phương, vạn cổ trường hà, vạn linh vạn đạo, đế trần độc tôn, cái này bốn mươi chữ thần giao. Lão Phu vừa tiến vào Hoàng Tiền Tinh Hà liền nghe nói. Nghe nói là đương thời bán tổ thạch cơ nương nương thấy được một góc vận mệnh. Làm ra tiên đoán, mà lại, có thạch tộc thần tôn tiên bố. Người cùng Nguyên Xanh đã tại thạch cơ nương nương chủ trì hạ đính hôn. Nguyên Xanh mời chúng ta hai người đến đây. Không phải là vì việc này sao? Trương Nhược Trần biết mình đây là bị thạch cơ nương nương tính kế. Hiển nhiên thạch cơ nương nương là nhìn ra. Trương Nhược Trần vì cứu Nguyên Xanh, dùng danh nghĩa vị hôn thê lừa gạt nàng. Đồng thời. Nàng một chiêu này cũng là đem Trương Nhược Trần triệt để bước đến hoàn cảnh không thể không đi ứng đối Thái cổ 12 tộc. Thạch Cơ nương nương cùng Nguyên xanh đều đều có mục đích, chỉ có Kiếp lão đầu cái gì cũng không biết, còn vui vẻ chạy đến chuẩn bị uống rượu mừng. Hết chương 3847 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.